quý vị. Hôm nay đó là chúng ta có một cái chương trình nó khá đặc biệt và nó là mạn đàm, nhưng mà nó cũng mang cái ý nghĩa giải ảo. Và hôm nay đó là tôi được gặp một người tôi ngưỡng mộ từ khi tôi còn trẻ. Nhiều người nghiên cứu để ý những cái điều mà tôi viết các thứ gì luôn luôn là thấy tôi hay quan tâm đến cái bối cảnh địa dư chính trị. Và cái đó là tôi học được từ một tác giả là Cửu Long Giang, nghiên cứu về địa dư lịch sử, đặc biệt là những cái vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Và đồng thời cũng là một học giả nghiên cứu với lại học giả toàn ánh đó là về phong tục hội hè Việt Nam. Và người đó không ai khác hơn đó là Trung tướng Nguyễn Bảo Trị. Xin cảm ơn Trung tướng Nguyễn Bảo Trị đã đến đây ngồi nói chuyện với lại cái bậc hậu sinh này. Sở dĩ là như vậy đó là tại vì trước khi trở thành cục trưởng cục quân huấn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, ông ấy là chiến lược gia, tác giả của một cái trận đánh lừng danh trong lịch sử của cái cuộc chiến Việt Nam, đó là trận Ấp Bắc 2. Khi đó, đó ông là đại tá tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Và sở dĩ phải nhắc đến Ấp Bắc 2 đó là tại vì người Mỹ đó chỉ nói đến Ấp Bắc 1 không, với rất nhiều sai lầm và xuyên tạc. Và cái người chiến lược gia mà tổ chức chuẩn bị cái trận đánh đó là vào tháng Giêng năm 1965 đó là chính là đại tá Nguyễn Bảo Trị. Và chúng tôi rất là cảm ơn là ông đã gần 90 nhưng mà đến đây đó là vẫn ngồi nói chuyện với nhau, đặc để cho hậu thế về sau hiểu được một phần nào về cái cuộc chiến này hơn. Ông thấy rằng là trong một cái giai đoạn khá nhiễu nhương của đất nước mình lúc đó, mà lúc đó là người Mỹ chưa đổ quân ào ạt vào, họ chỉ có bắt đầu vào đó là từ tháng 3 năm 1965, thì tháng Giêng năm 63 đã có một cái trận Ấp Bắc, và nước Mỹ đó là đã bị có những cái sai lầm trong đó, và nhất là bị xâm nhập về tình báo, thành ra cả một cái kế hoạch hành quân ở nơi đó ra làm sao đó thì đã bị bên phía địch nắm vững được. Và đến khi mà họ thất trận thì họ đổ lỗi cho nó rằng là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó không người Mỹ nào trong sử gia nào của Mỹ nói về cuộc chiến đó, nói về một cái trận Ấp Bắc 2 vào tháng 2 năm 1965, 2 năm sau, cùng một cái nơi đó. Và đúng lúc mà ông Nguyễn Bảo Trị biết rằng là hàng năm vào cái thời điểm đó, mùng 2 tháng Giêng đó, là bên phía quân Cộng sản đó là luôn ăn mừng để tuyên truyền về cái đó, thì ông Nguyễn Bảo Trị, đại tá Nguyễn Bảo Trị lúc đó tương kế tự kế đó là tập trung đánh một trận đó, và họ bị tổn thất rất nặng về việc đó, và người đó là ngày hôm nay vẫn còn ở với chúng ta. Thì ông thấy ông còn nhớ lại một phần nào cái đó là những cái chi tiết về sau này, thì có thể rằng là những anh em khác và trong những cái tài liệu trước đây, thí dụ như đại tá Hà Mai Việt Thiết Giáp chẳng hạn, bây giờ ông đang ở Houston, ông cũng có viết, và kể cả cái người mà của cái ban ba hành quân lúc đó trong cái trận đó thì cũng đã viết nhiều bài tường thuật khá dài. Ông đã mất rồi đấy, nhưng mà còn lại thì chính ông Nguyễn Bảo Trị vẫn còn sống và xác nhận cái chuyện đó với chúng ta. Bây giờ ông muốn hỏi về một vấn đề gì ở trong đó? Tôi chỉ có hỏi rằng là cái quan hệ của bên phía Việt Nam với Mỹ lúc đó, một số những cái người cố vấn, ví dụ như là cái anh John Ponven ở trong cái trận Ấp Bắc 1 đó, là một cái người kiêu căng, và họ tưởng rằng là họ dùng cái đó để họ tuyên truyền cho cái chuyện trực thăng vận của họ, mà đến khi thất bại đó thì họ đổ lỗi quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà trong khi đó thì đến ngay sau đó là ông thay đại tá Bùi Đình Đạm làm tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, thì có lẽ là ông cũng rút tỉa được cái bài học về chính trị ngoài quân sự của cái vụ đó, và ông căn cứ trên cái đó ông tổ chức lại một cái trận đánh khác, có đúng không? Đúng rồi, là bởi vì mình đánh địch mình phải hiểu địch. Thế cái địch ấy thì khi nó thắng trận nó phải tuyên truyền, và nó có những buổi lễ để kỷ niệm. Thì cái anh phòng nghỉ của tôi ấy là người rất giỏi,
theo dõi cái đơn vị đã đánh nó suốt trong một năm, đi di chuyển ra sao, đến chỗ nào, và cái chỗ, cái vùng đó chúng tôi để trông, để cho địch, nghĩa là cho là chủ quan mà. Chủ quan, à. Thế thì khi được tin, bắt đầu cái di chuyển, và đến ngày lễ để nó ăn mừng chiến thắng là mùng 2 tháng Giêng, là mùng 2 tháng 9, thì anh này mới cho tôi biết rằng thì là có thể là ngày đó nó sẽ tập trung, và cái đơn vị mà đánh ở trận đó sẽ có hiện diện ở nơi đó để đề cao cái đơn vị đó. Thế thì tôi thấy rằng thì là kỳ trước mình đã nói là thất bại thì cũng đúng, là bởi vì mình không diệt được nó thôi, chứ còn thì đó là cái trận tầm thường, nhưng mà bị một cái anh gấp tiểu đoàn thôi, chứ không phải là một cái trận gì lớn lao cả. Đúng rồi, tiểu đoàn, và cái đánh cái tiểu đoàn đó thì chỉ có một trung đoàn trừ hai, có một sư đoàn trừ hai trung đoàn, tức là chỉ có một trung đoàn với hai tiểu đoàn địa phương quân để đánh, thì và lại sử dụng những các dụng cụ có thể nói là tối tân mới, như là trực thăng và M113 để mang ra, để mang ra, họ đưa mang đồ vào thí nghiệm chiến trường. Nhưng mà cái anh cố vấn ấy không hiểu rõ cái khả năng của những các cái vũ khí đó. Ví dụ như cái trực thăng là cái loại trực thăng quả chuối, nó vừa H21, nó vừa to nặng nề như cái nhà ấy. Biết thằng trẻ con nó cầm súng cao su nó bắn cũng trúng, chứ đừng có nói rằng là lính phải tập luyện. Mà nó có 12.7 chẳng hạn, nó có cái kiểu một súng của nó rất rất mạnh rồi. Thế với lại cái M113 hồi đó nó trơ trụi, nó mới mang sang, không có những cái tháp để mà che cho cái người lính, người xạ trường, xa trường để phòng vệ cho họ. Thế thì giúp cho các cái kinh nghiệm đó, mới lại cái hồi đó thì không có yểm trợ về pháo binh và không quân nữa, mà trực thăng hồi đó lại thiếu, thì kỳ này chuẩn bị tất cả các cái thứ mà kỳ trước mình thiếu sót, và lý do tại sao thất bại, để mình chuẩn bị một trận đánh tương đối nó có thể có kết quả, thì cũng là tất cả là cho là sự may mắn hết. Thì nếu không có thời cơ thì làm sao mà ngoánh được cái trận đó. Quý vị có để ý thấy rằng là Trung tướng Nguyễn Bảo Trị là người rất là khiêm nhường, tức là ông nói rằng may lắm, mong lắm thì được kết quả, và để thế kia nhìn thấy rõ ràng. Trong khi đó là cái kết quả nó là một cái trận đại thắng, bên phía bên địch có đó là mất cỡ từ 485 chiến binh của họ, tức là nó là một cái tổn thất lớn lắm mà so với lại bên kia bên này. Và cái điều đó là có làm cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa bừng bừng khí thế. Trong khi đó thì truyền thông của Mỹ tường thuật ra thế giới bên ngoài thì hoàn toàn phe lờ cái trận đó, không bao giờ nói đến cả. Và ngay đến bây giờ cũng vậy, trong quân sự của Mỹ không có nói đến ấp Bắc ai. Dạ, lý do là cái hồi đó tình hình chính trị nó sôi động, người ta bắt đầu chú ý đến những cuộc chuyển quân, những cuộc đảo chính. Thế khi cuộc chiến thắng này được đạt được thì tình hình chính trị nó suy đồi, và người ta tập trung vào những cái chuyện là chính trị, đảo chính vân vân gì đó bên trong, chứ không phải. Nhưng mà đặc biệt thế này, trong cái trận đó thì có một cái truyền hình của Mỹ đó, họ cần, nhất là của Việt Nam, phối hợp Việt Nam, họ cần một cái trận đánh để mà họ lồng vào một câu chuyện của họ.
thì các anh trưởng phòng nghỉ tôi quen biết, người ta liên lạc với anh trưởng phòng nghỉ và nghe đồng ý xin phép tôi đồng ý, và cái trận đó được quay lại từ đầu đến chiếc cuối và được sau đó được băng chiếu cho tất cả toàn quốc và các đơn vị để học tập, nhất là các quân trưởng, để mà rút kinh nghiệm những cái trận đó. Thì cái trận đó là mình thiếu khai thác thôi, chứ mình khai thác. Và hai nữa là chúng tôi không muốn đề cao, là bởi vì rằng thì là mình mà nổi danh nổi tiếng hay là có tính cách là được đề cao thì nó không tốt. Và kính thưa quý vị, sau trận đó đại tá được lên trận tướng, vâng, không hay là trận đó luôn đấy, thưa ông. Và cho đến giờ này đó là 60 năm hơn rồi, khi nói chuyện lại là ông Nguyễn Bảo Trị vẫn nhớ và vẫn có một cái tính đặc tính là khiêm nhường, và đó là một cái điều đáng quý. Chúng tôi rất là cảm ơn hôm nay là ông đến ông dự nói chuyện với là học sinh, và ông cũng giúp cho Phan Việt Nam sau này đó là khai thác, khai triển, trình bày cái đó cho nó rõ ràng hơn. Trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Bảo Trị. Cảm ơn Nguyễn Sử Nghĩa.